Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 34. Này là lời từ nơi Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi khi Nebuchadnezzar vua Babylon cùng cả đạo binh người, mọi nước trong thế gian phục về người và mọi dân đang đánh thành Jerusalem và các thành khác thuộc về nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Hãy đi nói cùng Sê-đê-kia vua Giu-đa rằng Đức Giê-hô-va có phán: Này, ta sẽ phó thành này vào tay vua Babylon, người sẽ lấy lửa đốt đi. Chính ngươi sẽ chẳng thoát khỏi tay người, mà chắc sẽ bị bắt phó vào tay người. Mắt ngươi sẽ nhìn mắt của vua Babylon, ngươi sẽ lấy miệng đối miệng mà nói cùng người, và ngươi sẽ đi qua nước Babylon. Dầu vậy, hỡi Sê-đê-kia vua Giu-đa, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Về ngươi, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ngươi sẽ không chết bởi gươm đâu, ngươi sẽ bình an mà chết. Người ta sẽ thiêu đốt cho ngươi cũng như đã thiêu đốt cho tổ phụ ngươi, tức các vua trước ngươi, và sẽ thương khóc ngươi mà rằng: Ôi Chúa ơi, ấy chính ta đã phán lời này. Đức Giê-hô-va phán vậy. Tiên tri Giê-rê-mi bèn nói mọi lời ấy cùng Sê-đê-kia vua Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem, trong khi đạo binh của vua Babylon đánh Giê-ru-sa-lem và các thành của Giu-đa còn sót lại, tức thành La-ki và thành A-sê-ca, vì trong các thành của Giu-đa chỉ hai thành bền vững đó còn lại. Lời phán cho Giê-rê-mi bởi Đức Giê-hô-va: Sau khi vua Sê-đê-kia đã lập giao ước với cả dân tại Giê-ru-sa-lem, đặng rao sự tự do cho dân đó, hầu cho ai nấy thả kẻ nô hoặc tỳ, tức là người nam hoặc nữ Hebrew, cho được thông thả, chẳng ai được lại giữ người Giu-đa anh em mình làm tôi mọi nữa. Hết thảy quan trưởng và cả dân đã dự vào giao ước ấy, mỗi người vâng lời phải thả đầy tớ trai mình, mỗi người phải thả đầy tớ gái mình được thông thả, không còn giữ lại làm tôi mọi nữa. Họ đều ưng theo và thả nô tỳ ra, nhưng rồi lại đổi ý, bắt những kẻ tôi đòi mà mình đã tha cho được thông thả lại trở về phục sự mình làm tôi đòi. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Ta đã lập giao ước với tổ phụ các ngươi trong ngày ta đem họ ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ, và đã truyền cho rằng: Khi đã hết 7 năm, trong các ngươi ai nấy phải buông tha người anh em là người Hebrew đã bán cho mình và đã phục dịch mình 6 năm rồi. Ngươi hãy buông ra khỏi ngươi cho được thông thả. Nhưng tổ phụ các ngươi chẳng nghe ta, cũng không lắng tai mình. Còn các ngươi đã trở lại và làm điều đẹp mắt ta. Mỗi người rao cho kẻ lân cận mình được thông thả và đã lập giao ước trước mặt ta, tức trong nhà được xưng bằng danh ta. Nhưng các ngươi đã trở ý, đã làm ô uế danh ta. Các ngươi lại bắt tôi đòi mà mình đã buông tha cho tự do tùy ý chúng nó trở về, mà ép phải lại làm tôi đòi mình như trước. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: Các ngươi đã chẳng nghe ta, mỗi người rao cho anh em mình kẻ lân cận mình được tự do. Đức Giê-hô-va phán: Này, ta rao sự tự do cho các ngươi, tức thả các ngươi ra cho gươm dao, ôn dịch, đói kém, khiến các ngươi bị ném đi ném lại giữa các nước thế gian. Ta sẽ phó những người nam đã phạm giao ước ta, không làm theo những lời giao ước đã lập trước mặt ta. Khi chúng nó mổ bò con làm đôi và đi qua giữa hai phần nửa nó, thật, ta sẽ phó các quan trưởng Giu-đa và các quan trưởng Giê-ru-sa-lem, hoạn quan, thầy tế lễ và phàm những người trong đất đã đi qua giữa hai phần nửa bò con, ta sẽ phó chúng nó trong tay kẻ thù, kẻ muốn hại mạng chúng nó. Thay chúng nó sẽ làm đồ ăn cho loài chim trời và loài thú đất. Ta cũng sẽ phó Sê-đê-kia vua Giu-đa với các quan trưởng người trong tay kẻ thù và kẻ muốn hại mạng,
tức trong tay đạo binh vua Babylon mới lìa khỏi các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Này, ta sẽ truyền lệnh và khiến chúng nó trở về thành này. Chúng nó sẽ đánh, sẽ chiếm lấy và lấy lửa đốt đi. Ta sẽ làm cho các thành Giu-đa trở nên hoang vu, không có dân ở. Chương 35. Về đời Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a vua Giu-đa, có lời từ nơi Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi rằng: Hãy đến nhà của người Rê-cáp nói cùng chúng nó. Khá đem chúng nó đến nhà Đức Giê-hô-va vào trong một cái phòng và cho chúng nó uống rượu. Tôi bèn đem Gia-a-sa-nia, con trai Giê-rê-mi, cháu Ha-bác-si-nia, cùng các anh em người, mọi con trai người và cả nhà Rê-cáp nữa. Tôi đem họ vào nhà Đức Giê-hô-va. Trong phòng có những con trai Hanan, con trai Gidalia, người của Đức Chúa Trời, là phòng gần phòng các quan trưởng, và ở trên phòng Ma-a-sê-gia, con trai Sa-lum, là người canh ngạch cửa. Tôi để những bình đầy rượu và chén trước mặt các con trai nhà người Rê-cáp và nói với họ rằng: Hãy uống rượu đi. Nhưng họ đáp rằng: Chúng tôi không uống rượu nào, vì tổ chúng tôi là Jonadab, con trai Rê-cáp, có truyền dạy chúng tôi rằng: Các ngươi cho đến con cháu các ngươi đời đời chớ khá uống rượu. Các ngươi chớ xây nhà, chớ gieo giống, chớ trồng và chớ có vườn nho. Nhưng các ngươi khá ở nhà tạm suốt đời, hầu cho được sống lâu trong đất mà mình kiều ngụ. Chúng tôi vâng theo tiếng của Jonadab, con trai Rê-cáp, tổ chúng tôi, trong mọi điều người đã răn dạy chúng tôi, thì trọn đời chúng tôi, cho đến vợ, con trai, con gái chúng tôi cũng không uống rượu. Chúng tôi không xây nhà để ở, không có vườn nho, ruộng và hột giống, nhưng cứ ở trong trại. Chúng tôi đã vâng lời tổ chúng tôi là Jonadab như vậy và làm theo mọi điều người đã răn dạy chúng tôi. Nhưng xảy ra khi Nebuchadnezzar vua Babylon đến trong đất này, chúng tôi nói cùng nhau rằng: Hãy lên Jerusalem vì sợ đạo binh của người Canđê và đạo binh của Syri. Vậy nên chúng tôi đến ở tại Jerusalem. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Hãy đi, nói cùng người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem rằng: Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi không chịu dạy và không nghe lời ta sao? Lời Jonadab, con trai Rê-cáp, đã răn dạy con cháu mình rằng không được uống rượu thì thành sự. Chúng nó không uống cho đến ngày nay vì đã vâng theo mạng lệnh của tổ mình. Còn ta đã dậy sớm nói với các ngươi mà các ngươi không nghe ta. Ta cũng đã sai hết thảy đầy tớ ta, tức các tiên tri, đến cùng các ngươi. Ta đã dậy sớm sai họ đến đặng nói rằng: Mỗi người trong các ngươi khá trở lại khỏi đường xấu mình, hãy sửa việc làm các ngươi lại, chớ theo sau các thần khác để hầu việc chúng nó, thì các ngươi sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi. Nhưng các ngươi chẳng để tai vào và chẳng nghe ta. Vì các con trai của Jonadab, con trai Rê-cáp, đã vâng giữ lời răn dạy của tổ mình ban cho, còn dân này thì chẳng nghe ta. Cho nên, Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Này, ta sẽ giáng cho Giu-đa và hết thảy dân cư Jerusalem mọi tai vạ mà ta đã rao cho chúng nó, vì ta nói mà chúng nó không nghe, ta gọi mà chúng nó không trả lời. Đoạn Giê-rê-mi nói cùng nhà người Rê-cáp rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Vì các ngươi đã vâng theo mạng lệnh của tổ mình là Jonadab, đã giữ mọi lời răn dạy của người và làm theo mọi điều người đã truyền cho các ngươi, vì cớ đó Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Jonadab, con trai Rê-cáp, sẽ chẳng thiếu một người nam đứng trước mặt ta đời đời. Chương 36. Năm thứ tư của Jehoiakim, con trai Josia, vua Giu-đa, lời của Đức Giê-hô-va được phán cho Giê-rê-mi rằng: Hãy lấy một cuốn sách, chép vào đó mọi lời ta đã phán cùng ngươi nghịch cùng Israel, Giu-đa và các dân ngoại,
từ ngày ta khởi phán cùng ngươi, từ đời Yosia cho đến ngày nay. Khi người Giuđa sẽ biết mọi tai vạ ta định giáng cho chúng nó, có lẽ ai nấy đều trở lại khỏi đường xấu mình, hầu cho ta có thể tha sự gian ác và tội lỗi chúng nó. Jeremy gọi Baruch, con trai Neria đến. Baruch nhờ miệng Jeremy đọc cho, thì chép hết mọi lời của Đức Giê-hô-va phán cho người vào cuốn sách. Đoạn, Jeremy dạy Baruch rằng, ta bị giam cấm, không thể vào nhà Đức Giê-hô-va. Nên, đến ngày kiêng ăn, chính ngươi hãy đi vào nhà Đức Giê-hô-va, khá đọc cho dân sự nghe lời Đức Giê-hô-va trong sách mà ngươi đã cứ miệng ta chép ra. Ngươi cũng khá đọc cho cả dân Giu-đa đến từ các thành mình đều nghe nữa. Có lẽ họ sẽ cầu xin Đức Giê-hô-va và xây lại khỏi đường ác mình, vì cơn giận và thạnh nộ mà Đức Giê-hô-va đã rao nghịch cùng dân này là lớn lắm. Baruch, con trai Neria, theo mọi sự tiên tri Jeremy đã dạy, đọc lời Đức Giê-hô-va trong sách tại nhà Đức Giê-hô-va. Xảy ra tháng 9, năm thứ 5, về đời Jehoiakim, con trai Josiah, vua Giu-đa. Hết thảy dân cư Jerusalem và cả dân sự từ các thành Giu-đa đến Jerusalem rao sự kiêng ăn trước mặt Đức Giê-hô-va. Baruch bèn đọc cho cả dân sự nghe mọi lời của Jeremy trong sách tại nhà Đức Giê-hô-va, trong phòng Gemaria, con trai Sa-phan làm thư ký, nơi hành lang trên, lối vào cửa mới nhà Đức Giê-hô-va. Khi Mi-chê, con trai Gemaria, cháu Sa-phan đã nghe đọc mọi lời của Đức Giê-hô-va trong sách, bèn xuống cung vua, trong phòng thư ký. Và này, hết thảy các quan trưởng đều ngồi đó, tức Elishama thư ký, Delaya, con trai Shemaya, Ennathan, con trai Ạc-bồ, Gemaria, con trai Sa-phan, Sê-đê-kia, con trai Hananiah và hết thảy các quan trưởng. Mi-chê thuật cho họ mọi lời mình đã nghe khi Baruch đọc sách vào tai dân sự. Cho nên, các quan trưởng bèn sai Jehudi, con trai Nethania, cháu Shelemia, chắc Cushi, đến cùng Baruch mà rằng, hãy cầm trong tay cuốn sách mà ngươi đã đọc cho dân sự nghe và đến đây. Baruch, con trai Neria, cầm cuốn sách trong tay mình và đến cùng họ. Họ bảo người rằng, hãy ngồi và đọc đi cho chúng ta nghe. Baruch đọc sách cho họ. Nhưng khi họ nghe hết mọi lời thì sợ mà ngó nhau và nói cùng Baruch rằng, chúng ta chắc sẽ đem mọi lời đó tâu cùng vua. Đoạn, họ gạn hỏi Baruch rằng, hãy cho chúng ta biết thể nào ngươi đã chép mọi lời này bởi miệng ngươi. Baruch đáp rằng, người lấy miệng thuật cho tôi những lời này và tôi dùng mực chép vào cuốn sách. Các quan trưởng bèn nói cùng Baruch rằng, đi đi, ngươi với Jeremy hãy lánh mình, đừng cho ai biết các ngươi ở đâu. Rồi các quan trưởng cất cuốn sách trong phòng thư ký Elishama, vào đến cùng vua trong hành lang và thuật hết mọi lời cho vua nghe. Vua sai Jehudi lấy cuốn sách. Jehudi lấy cuốn sách trong phòng thư ký Elishama và đem đọc cho vua và hết thảy các quan trưởng đứng chầu bên vua đều nghe. Bây giờ là tháng 9, vua đang ngồi trong cung mùa đông, có lò than đỏ trước mặt vua. Xảy ra, Jehudi vừa đọc được 3-4 hàng trong sách. Vua lấy dao nhỏ cắt đi và ném vào lửa trong lò, cho đến sách cháy hết trong lửa nơi lò. Vua cùng các bầy tôi đã nghe mọi lời đó không sợ gì cả, không xé áo mình. Vả lại, Ennathan, Delaya và Gemaria có cầu xin vua đừng đốt cuốn sách mà vua chẳng khứng nghe. Vua truyền cho Jerach-me-en, con trai Hammelech, cho Seraya, con trai Adrien và cho Shelemia, con trai Abdeen, đi bắt thư ký Baruch và tiên tri Jeremy. Nhưng Đức Giê-hô-va giấu hai người. Sau khi vua đốt cuốn sách có những lời mà Baruch đã cứ miệng Jeremy chép ra, có lời Đức Giê-hô-va phán cho Jeremy như vậy: hãy lấy một cuốn khác và chép vào đó mọi lời đã chép trong cuốn trước
mà Jehoiakim vua Giu-đa đã đốt đi. Còn về Jehoiakim vua Giu-đa thì ngươi khá nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, ngươi đã đốt cuốn này và nói rằng: Sao ngươi có chép rằng vua Babylon chắc sẽ đến phá đất này và diệt loài người và loài vật? Vì cớ đó, này là lời Đức Giê-hô-va phán về Jehoiakim vua Giu-đa: Chẳng có ai thuộc về nó sẽ ngồi trên ngai David. Thay nó sẽ bị giang nắng ban ngày và giang sương muối ban đêm. Ta sẽ phạt nó, phạt con cháu và bầy tôi nó vì gian ác chúng nó. Ta sẽ giáng trên chúng nó, trên dân cư Jerusalem và người Giu-đa mọi tai nạn ta đã rao cho chúng nó mà chúng nó không nghe. Giê-rê-mi bèn lấy một cuốn khác đưa cho thơ ký Ba-rúc, con trai Nê-ri-a. Ba-rúc cứ miệng Giê-rê-mi mà chép lại mọi lời trong cuốn mà Jehoiakim vua Giu-đa đã đốt đi trong lửa. Có nhiều lời giống nhau đã thêm vào đó. Thư của Gia-cơ, chương 1. Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu Christ, đặt cho 12 chi phái ở Tan Lạc, chúc bình an. Hỏi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Anh em nào ở địa vị thấp hèn, hãy khoe mình về phần cao trọng mình. Kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên, nắng sẵn, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn. Kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình. Đoạn lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác. Tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Hỏi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Hỏi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó. Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em là lời cứu được linh hồn của anh em. Hãy làm theo lời, chứ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. Sự tin đạo thanh sạch, không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.
Chương 2. Hỏi anh em đã tin đến Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới cũng vào nữa. Nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng, mời ngồi đây là chỗ tử tế, lại nói với người nghèo rằng hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân ta, thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? Hỏi anh em rất yêu dấu, hãy nghe này. Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời này, đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao, mà anh em lại khinh dễ kẻ nghèo? Há chẳng phải kẻ giàu đã hà hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? Há chẳng phải họ phạm thượng đến danh tốt đã lấy đặt cho anh em sao? Thật vậy, nếu anh em vâng giữ cho trọn vẹn luật pháp tôn trọng như Kinh Thánh rằng, hãy yêu người lân cận như mình, thì anh em ăn ở tốt lắm. Nhưng nếu anh em tây vị người ta thì phạm tội, luật pháp bèn định tội anh em như kẻ phạm phép. Vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Vả Đấng đã phán rằng chớ phạm tội tà dâm cũng có phán rằng chớ giết người. Vậy nếu ngươi không phạm tội tà dâm nhưng phạm tội giết người thì ngươi là kẻ phạm luật pháp. Hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp tự do đoán xét mình. Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót, nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét. Hỏi anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không có việc làm thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng, hãy đi cho bình an, hãy sửa cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin của một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói, ngươi có đức tin còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng hỏi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Abraham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Nhưng đó, anh em biết, người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. Đồng một thể ấy, kỵ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi, người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Thi Thiên 73. Đức Chúa Trời thật đãi Israel cách tốt lành, tức là những người có lòng trong sạch. Còn về phần tôi, chân tôi đã gần vấp, suýt chút bước tôi phải trượt. Vì khi tôi thấy sự hưng thịnh của kẻ ác thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo. Vì trong cơn chết chúng nó chẳng bị đau đớn, sức lực của chúng nó vẫn đầy đủ. Chúng nó chẳng bị nạn khổ như người khác, cũng không bị tai họa như người đời. Bởi cớ ấy, sự kiêu ngạo làm cây kiềng cho cổ chúng nó, sự hung bạo bao phủ chúng nó như cái áo. Mắt chúng nó lộ ra trong mở, tư tưởng lòng chúng nó tuôn tràn ra. Chúng nó nhạo báng, nói về sự hà hiếp cách hung ác. Chúng nó nói cách cao kỳ, miệng thì nói hành thiên thượng, còn lưỡi lại phao vu thế gian. Vì cớ ấy, dân sự Ngài xây về hướng đó,
và chúng nó uống nước cạn chén. Chúng nó rằng, làm sao Đức Chúa Trời biết được? Há có sự tri thức nơi đấng chí cao sao? Kìa là những kẻ ác, chúng nó bình an vô sự luôn luôn, nên của cải chúng nó thêm lên. Tôi đã làm cho lòng tôi tinh sạch và rửa tay tôi trong sự vô tội. Việc ấy thật lấy làm luống công, vì hằng ngày tôi phải gian nan, mỗi buổi mai tôi bị sửa phạt. Nếu tôi có nói rằng ta sẽ nói như vậy, ác tôi đã phạm bất trung cùng dòng dõi con cái Chúa. Khi tôi suy gẫm để hiểu biết điều ấy, bèn thấy là việc cực nhọc quá cho tôi, cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó. Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn trượt, khiến cho chúng nó hư nát. Ủa kìa, chúng nó bị hủy diệt trong một lát, chúng nó vì kinh khiếp mà phải tiêu hao hết trọi. Hỡi Chúa, người ta khinh dễ chiêm bao khi tỉnh thức thế nào? Chúa khi tỉnh thức cũng sẽ khinh dễ hình dạng chúng nó thể ấy. Khi lòng tôi chua xót và dạ tôi xôn xao, thì bây giờ tôi ở ngu muội chẳng hiểu biết gì. Trước mặt Chúa tôi ở khác nào một thú vật vậy. Song tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn. Chúa đã nắm lấy tay hữu tôi. Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, rồi sau tiếp rước tôi trong sự vinh hiển. Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa, còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Thịt và lòng tôi bị tiêu hao, nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi và là phần tôi đến đời đời. Vì kìa, những kẻ xa Chúa sẽ hư mất, Chúa sẽ hủy diệt hết thảy kẻ nào thông dâm, xây bỏ Chúa. Nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời. Tôi nhờ Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, đặng thuật lại hết thảy các công việc Ngài. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.